Mời thí sinh tiếp theo. Em chào chú Trấn Thành, chào chú Trần Giang, chào chú Tiến Luật và chào tất cả các vị khán giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17 tuổi. Sao giọng khàn dữ vậy? Dạ từ nhỏ. Từ nhỏ là vậy, giọng đặc biệt vậy đó hả? Dạ. Có giới thiệu tên chú? Giới thiệu đi con. Dạ. À, con tên là Hà Trường Cẩm Vân, con 17 tuổi và hiện đang học ở trung tâm giáo dục xuyên quận 8. Vậy hả? Dạ. À, nhắc trước với bạn là lát nữa bạn diễn hài bạn phải nói chậm lại, tại vì nói nhanh quá nha. Tại sao lại mê hài nè? Dạ đam mê. À, con muốn thử sức mình. Bạn ở nhà bạn hay xem hài gì, dạng hài như thế nào? Con ít xem hài lắm nhưng mà con có cái độ khùng. Ai suối đi thi? Không, con tự đi thi à. Tự vậy thôi đó hả? Rồi thử nha. Dạ con vô chuẩn bị. Rồi chưa? Dạ rồi. À. Rồi 60 giây của con bắt đầu. Ông là ai vậy? Tao là ai kệ tao. Ông đừng làm gì. Tao bắt cóc. Thôi nha, đừng giỡn nha, tôi la lên giờ á. Đừng có la. Tôi la lên thiệt á. Bố người ta bắt cóc, bố người ta bắt cóc. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, làm gì đánh tôi? Mày mới nói mày đi bắt cóc nè. Tao bắt cóc hồi nào, tao nói bắt cóc là tao bắt con cóc đi nè má. Trời ơi. Tao nói giỡn nói sớm. Tôi nói thế nào ngay từ sáng giờ, tôi đây bắt ba con à. Bắt xe trên xe ông Trường Giang một con, xe ông Chính Thành hai con. Làm như xe hai ông nuôi cóc vậy á. Trời ơi, sao ông nói sớm chỉ chở cho bác. Ở đâu? Ra xe chú Tiến Luật kìa, mới mua xuống cạnh ông luôn. Ê, cái nào giỡn giỡn nha, cái đó không giỡn được nha. Ông bỏ bàn thờ, ông chạy ra ông coi xe liền á. Thiệt mà, nói thiệt mà. Không có giỡn được. Thôi, không cười rồi, vô. Vô. Hết giờ. Vô hả chú? Bên đây, vô bên đây. Khoan đã, đứng nói chuyện chút đã. Nôn quá vậy, nhà có đám giỗ hả? Con nói con khùng dữ lắm mà, đâu thấy khùng gì đâu. Cái này là đôi nhẹ chú, đôi nhẹ. Đôi nhẹ là sao? Là chưa có lên. Mấy cái sao còn lên nữa hả? Cái này không đậu làm sao mấy cái sao coi được? Sao không lấy cái mạnh nhất ra làm trước? Tính chưa hợp lý. Tính chưa hợp lý hả? Qua năm tính lại nha. Cảm ơn con.